chào tất cả các bạn. Mình tên là Vân Anh, đến từ An Phát Computer. Như các bạn đã thấy, ngay bên cạnh mình đây là một mẫu laptop đến từ MSI có tên mã là GL65. Ngày trước thì dòng GL là một dòng dành cho phân khúc giá rẻ, còn bây giờ thì đã được nâng lên ở tầm trung rồi. Về phần thiết kế nắp máy được làm từ nhôm rất phẳng, phần logo của MSI cũng được in chìm. Cùng với đó, mình thấy MSI được hoàn thiện phần khung màn hình với bản lề rất là tốt. Nó cho mình thấy được độ chắc chắn khi gập mở. Bởi vì thật ra ngày xưa, cách đây 1-2 năm, MSI bị phàn nàn nhiều về vấn đề bản lề. Tuy nhiên thì nhược điểm đó cũng đã được hãng cải tiến lên theo thời gian rồi. Phần sau của máy cũng như là phần tản nhiệt của máy trông rất là ngầu. Nó giống như là đuôi của một chiếc siêu xe và sẽ có tổng cộng là 2 hốc thoát nhiệt. Mẫu laptop này được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cho nhu cầu sử dụng thông thường khi bên trái có cổng sạc và HDMI. Còn bên phải tập trung hầu hết tất cả các cổng kết nối như cổng mạng LAN, 2 cổng USB-C, 2 cổng USB-A và jack audio combo. Chúng ta sẽ bước tới phần bên trong, đó chính là phần màn hình 15,6 inch Full HD 120Hz. Nó đã gần như là trở thành tiêu chuẩn của mọi laptop trong phân khúc này rồi. Bàn phím bấm này nhưng hành trình phím cho cảm giác hơi nông một chút. Trackpad hơi nhỏ nhưng cho cảm giác đi rất là tốt. Nếu như trackpad này to thì cảm giác còn phê hơn nữa. Và chúng ta sẽ nói tới phần cấu hình đi. Phiên bản mình đang có ở đây sử dụng CPU Core i5-9300H GTX 1660 Ti, 512GB SSD. Và mình cũng đã chơi thử một số game như là PUBG, Dota, CSGO. Về cơ bản với combo i5-9300H và GTX 1660 Ti thì gần như các tựa game hiện nay đều xử lý một cách quá là mượt mà và giá cả cũng rất là phải chăng. Theo mình thấy thì MSI càng ngày càng được cải tiến nhiều vào chất lượng sản phẩm trên từng mẫu laptop. Vậy thì các bạn thấy sao về mẫu laptop này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần comment. Link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả của video. Các bạn nhớ ấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của An Phát Computer nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.